mình xuống từ nhà tới đây là bị mưa, hai ngày cho anh mình bạn. Sáng ở đây mưa tả thôi, mình điện mình không có mưa không, nó không? Có mưa đâu, lúc đó là gọi anh là chưa có mưa. Giờ mới mưa nè. Lúc đó gọi là anh chuyển, vừa tắt máy là mưa liền. Hai đứa cho anh mình một thằng. Hiện tại mấy anh em mình đang ở dưới gầm cầu nha bạn. Xuống gầm cầu ở rồi. Xuống gầm cầu rồi. Là tiếng Anh nè. Đó. Dạ dạ. Thất quá trời, vợ đủ cái gầm cầu. Gầm cầu ngủ luôn rồi. Thôi giờ ngủ đây nè. Cái này thích kinh tâm luôn à. Cái này có cái bộ dáng trẻ đây ngủ luôn. Cái đầu mua lít rượu ngon dịch đây ngồi nhấp nhấp tới sáng luôn à. Mày uống đây mà mày không cắm đầu xuống sông mày mới sợ à. Mới vừa ra đây ông trời ông quốc đám mưa quá trời các bạn ơi, thiệt tình á. Rồi ba anh em chui xuống gầm cầu ngồi luôn. Mình lại mình thấy hai thằng này ngồi dưới này mình tức quá, mình không có quất cho sập cầu đè ai này. Ngồi đó không ướt đã chết rồi đập cầu. Chỗ này nó lý tưởng còn hơn là cái gì nữa. Cho anh tôi hả? Tôi nói thiệt mà cho anh nhiều biết nó nào tôi cho anh tôi nói cho anh nào không có cho anh. Lúc đó nói là không mưa, chịu tắt nổi nó mưa thôi. Mưa tắt điện thoại nó mưa liền chứ. Tắt nổi mưa thôi, đâu phải người ta cho anh đâu. Mưa nữa các bạn thấy không? Ở mấy mức sông nè, tụm 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 ướt nhạt cái chân. Đó, hù hù luôn. Ba anh em mình mà đi thăm bãi gắn lúc này chắc teo ghi hết trơn. Nở mua ghi. Ba người sao có hai người khô, có người ướt là không biết. Nở. Thằng Huy nhìn thấy đẹp trai các bạn nha. Có cái áo màu đỏ luôn, sáng vợ phát cho áo màu đỏ. Mới đi ra có một khúc hả? Mưa tới rồi, vô mua cái áo 7.000. Rồi nói cái áo tháng mưa mà bán mắc vậy, bớt cho 2.000, lấy 5.000. Dạ. Dán bớt cổ của bà bán mưa. Chắc mẹ bà báo mưa nè, bởi vì bà khoái bà cho bà sụp 2.000 đó. Bây giờ anh em mình chắc ăn cơm trước bạn ơi. Ăn cơm rồi về bạn. Ăn cơm rồi chắc kiếm chỗ nào nó ngủ. Giờ thăm bậy thăm được ở đâu. Rồi chút xíu có gì anh em mình có ngủ mình sẽ quay cho các bạn xem. Ông bà ngủ ngồi lắm bạn. Ngủ ngồi không à. Ngủ ngồi không à. Hết mưa bạn ơi. Anh Hai vô thăm cái bãi đầu tiên nha. Mình cũng theo vô coi coi có gì không nha các bạn. Chỗ luồng có bẫy này quá trời ngon luôn. Trời ơi ngon mà còn nguyên. Sao anh Hai không lắng lắng vô trong này chút xíu anh Hai. Lắng lắng vô cỏ cho chút xíu nè. Rồi cái đầu tiên của anh Hai. Em chuột nó còn đồng ở đây chuẩn bị là xả nha bạn. Ta dọn hết trơn rồi nè. Nước mênh mông. Hy vọng lần này mang lại cho mấy anh em mình khá khá nha bạn. Để anh em mình mang lại cho anh em mình con gắn bốn nhỉ tí nị ha. Còn hai quy dính như nãy nhiêu con? 10 con hả? 2 cái nhì, 2 cái ba. 10 con đi. 10 con nhất đi. Cho thêm nữa ha. Cho luôn, cho hết 10 con mới đã. Cho nhiêu nhận nhiêu. Dễ ha. Ừ. Tiếng Anh qua cầu của bạn này, qua cầu bánh thăm cái bên kia. Chờ kết quả của tiếng Anh nha. Chức. Cái thứ hai nha bạn. Gắn nó quậy chứ gì. Sao vậy? Chết gì vậy? Còn luôn. Hai cái là còn luôn. Tiếng Anh bản rồi bạn. Sao? Một em à. Tiếng Anh dính được một em rồi bạn ơi. Hành. Con chuyển qua. Con chuyển qua. Bệnh ghê rồi. Bệnh. Lạng gửi. Rồi. Tiếng Anh bắt ngắn ngay các bạn. Con này 4 lạng. Bự không? Gắn này chắc mập tiếng Anh. Ha. Gắn mới vô hôm. Ừ. Chưa kịp ỉa đáy mới ăn chuột. Ói rồi luôn, ói trong lọp luôn rồi. Lọp này lọp khổng lồ. Lọp cũng lâu lắm rồi đó nha, lụm á. Ừ, 4 lạng. 4 lạng rưỡi, 5 lạng luôn chứ. 4 lạng, 4 lạng rưỡi à, không tới 5 lạng. Không, 4 lạng rưỡi. Còn mấy tòn trời mập hú nù ha. Rắn trời mưa ướt nhẹp, nên nó bóng hới à.
một em đầu tiên. Cái đầu tiên được em đầu tiên luôn. Anh hai nãy lại thăm đằng kia dính con rắn nhất các bạn. Con này chắc khoảng 7 lạng. Dính rắn mà sao thấy buồn quá vậy? Bà là bà chữ nghe nhức đầu quá. Nãy mình đi ngang nhà bà đó bà la quá trời bạn ơi. Nhà bà có chuyện cho bà tin rồi. Mà đi ngang nhà bà chữ cho nó. Có người này người kia. Trà. Ngon rồi nha. 7 lạng hôm nay rồi. 7 lạng. Hơn 7 lạng luôn. Con này hơn 7 lạng. Một em nha. Thì cho 10 con đó. Thì bắt lên nhiêu bắt. Thì cho vòng 10 con nghỉ. Đừng có bắt 11 con là được rồi. Nha. Bắt 10 con gắn bự ha. Ừ. Còn nhiêu gắn 3, gắn 4 gì đó anh chừa em đi. Thì rồi bữa nay mình có cá. Sao không cá trời? Thì cá gắn bự hay là cá làm sao? Cá gắn bự mà. Tao giao rồi có gắn bự mà. Thì vậy đi. Thì cho anh dính trước đó. Chắc anh luôn mà. Rồi. Thôi ơi. Tính đâu dính luôn con rồi thắng ta gì? Biết tao ngày hôm qua dính con cũng thắng vậy. Mới mở màn dính hốt con cắn khủng các bạn. Thấy mệt trong người đó. Không biết thằng tiếng Anh này nó có cập nhật thông tin gì chưa chứ. Mình thấy mình mệt mỏi đó nghe. Ê, mấy con gắn kia dở lên cho người ta biết mấy con gắn đó mà mấy con gắn ngày hôm qua nha. Nha. Ừ. Ngày hôm qua mình về thăm 10 cái dính 3 con rồi bạn. Ờ. Con hổ ngựa với hai hổ hành mini nha các bạn. Để thôi hồi nói anh hai trúng nhiều à. Là không được. Chân thật đi, đừng chân giả chơi không được đâu nha. Mình không có chơi cho được gỗ bạn. Rồi tạm dừng bạn ơi. Rồi tới cái bẫy đầu tiên của mình luôn bạn ơi. Bữa nay nước lên nhiều quá, không biết có ngập cái bẫy mình không nữa. Cái này mình dời lên chút bạn ơi. Mưa nước nhiều à. Còn cái này chỉ ngồi dính con hành mini nữa bạn. Rồi cái này phọc nhiều. Chuột chết hay gì lúa lên. Chuột còn bạn ơi. Hồi ôi ở đây có mấy măng tre nè bạn ơi nè. Một măng, hai măng, ba măng. Mưa càng ngày càng lớn rồi bạn ơi. Không lòi mà nặng được rồi. Móc kỹ quá vậy. Trời ơi kẹt đầu. Một khúc. Một phân hai nha. Mưa quá bạn ơi. Sao anh hai? Hả? Có không? Thành cái gì? Ồ, có lý ta. Hai con rồi nha. Ừ. Cái bẫy kia đặt vô. Không chịu lấy bẫy phụ nhóc trong bẫy, trong vỏ làm sao vô đây. Còn đi mình không không. Con thứ hai của anh hai nha bạn. Mình nói rồi mà bạn, mình nói chuyến gầu quà bạn, chuyến này mình bắt nghe. Ừ thì bắt đi. Đâu có ai nói gì đâu. Bữa em tới đây cũng dính được có một con hành mini với nhiêu. Bữa nay sợ cái tiệc không có mini luôn. Vậy hả? Toàn khủng không phải không? Không có thấy khủng luôn. Vậy hả? Vậy là không có dính. Đúng rồi đó. Ồ ba lạng nha. Chính xác đó. Ba lạng nha. Quá yên. Đây có con cái nha các bạn. Cái này mình đặt giùm anh hai nha. Trống đẳng à. Ờ có hàng cái gì rồi. Ủa không phải. Không phải chuột chết, chuột chết, chuột chết. Chuột chết cái sọ đầu. Tròn tròn tưởng đâu hàng chứ. Trời ơi gắn chặt mini quá. Hả? Ủa cũng được chứ. 4 lạng bằng con nãy rồi. Quá ngon. Cái nhất để dành cho anh hai nhé. Đừng bắt nha.
chết luôn. Quá ngoan bạn ơi, im im. Cắt bự, cắt bự. Thì đó, thì ông vô cắt bự trước mới chết anh em mình nè. Ai biết đâu là cá thứ gì ông vô thứ đó à. Đúng rồi, đúng rồi má ơi. Lúc mà giục giục chiếc ủng luôn. Rồi. Đâu 5 lạng nội. Chứ anh tắt gắn ra bạn ơi. Con này 4 lạng hay đâu 5 lạng? 4 lạng rưỡi. 4 lạng rưỡi mừng nha. Mưa quá. Trời, mình là chơi bắt cá nhỏ các bạn, chứ bắt cá bự. Sợ bắt cá bự chú hai ông dặn ông về chảnh mày kìa. Ồ, con này dám có thể 6 lạng luôn á. 6 lạng luôn đó. Thấy trọng nhỏ quá mà ra thấy bự ha. Chú ăn nha. Chú ăn quá. Lại không? Cầm ai vô. Đã quá bạn ơi. Mình nãy giờ mình chưa được con nào hết trơn bạn. Chút chiếu mình chính coi cả 4 con gì nè bạn. Rồi. Anh nấu cái cưng rồi, cưng bắt là tiếng này anh bắt. Cưng không có gì đâu. Có, từ từ. Rồi, tới cái bẫy sảy hổ heo. Hút lại con hổ hành coi. Mà đây anh em đã bắt giác rồi chơi. Bắt giác đi. Không rồi sảy con hổ heo. Cái này hốt lại con hổ hành cho nó vui nhà vui cửa ơi. Rồi. Không dính gì đâu. Chuột con luôn. Rồi. Tới cái chín rồi, hôm rồi gì à. Chín một con 8 lạng rưỡi nha bạn. Đợt này làm thêm con á. Nãy giờ chưa dính con nào cho bạn ơi. Ớt gì nhảy tùm tùm. Rồi có nữa các bạn ơi, sướng rồi nha, có phân nha. Con trắng nha bạn. Con trắng là trắng ở góc miệng nha. Góc miệng đây nè. Bự thôi nhỏ gì thôi. Nhỏ bạn ơi, chứ này nhỏ. Hơi nhẹ. Có là mừng bạn ơi. Bây giờ chưa có dính con nào hết trơn. Trời ơi, trời con gắn 4. Trời ơi. Thiệt tình chứ. Khổ chết luôn. Thì ăn. Con này khoảng 5 lạng là gửi. Có thể vô nhất luôn chứ. Con này nhất em không có nhất nhiều. Bự ngon đầu. Con này vô lâu rồi. Ăn ỉa phân đang thu lùi. Không tới 7 đâu. 6 lạng rưỡi. Quá ngon. Rồi. Quá ngon. Để cho thấy chuyện sau rồi là mày xong cũng sẽ bóng. Người ta không tham cuối cùng người ta cũng tham đó nha. Mình hết nha nha, được nhiêu nha, được cái 2 kg. Cầm lòng không đậu anh hai. Cái 2 kg à? Nhờ cái được rồi, trọng trọng cũng đỡ. Ngon. Còn con kẹt đậu đây nữa bạn. Còn con kẹt đậu xử lý sau. Để xử lý sau đi nha. Mình hôm nay chắc mình thua trận. Hai Huy biết hả? Hai Huy bữa nay chơi bùa với mình bạn ơi. Mới biết bữa nay mình thua à? Còn mình đấu luôn. Anh bắt máy anh thử con nó đẹp nha. Đây con cái nha bạn ơi. Cái này chín rồi mình lụm được con hành. Ồ, lắc lư cái bẫy luôn.
chuột còn luôn Tuấn Anh ơi. Hai Quy mới lụm được con đó bạn ơi. Cũng con này khoảng 4 lạng. Quá hay hay ơi. Thôi. Hay quá. Đi ra ngoài chấm con này dắt quá, dắt quá. Dạ bạn ơi. Quá hay. Bốn con hay năm con rồi? Nhiều quá hết nhớ nổi hả? Quên. Quá dữ. Hai Quy bữa nay lên tài quá bạn ơi. Chiếc chơi phép gì mà ghê quá. Chà, năm bạn luôn nha. Quá. Hả? Cục quá. Cục quá hả? Cục quá, đưa đây bỏ túi rồi nè. Phải nó dài trong được 3 thách là không ngon. Dạ. Yeah. Có anh còn chưa được 3 tắc nữa, đòi gắn 3 tắc. Trời ơi, ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Ừ. Phải nói trước đi. Ai cũng có mơ ước riêng của người ta. Ừ. Mà mình mơ ước con gắn nó dài thêm 3 tắc nữa. À, vậy đi cho nó gõ. Ừ. Quá hay. Rồi, thôi tạm dừng bạn ơi. Hết hồn trái luôn. Cái lá trái không? Cái lá trái không, đây lá. Nhẹ lắm rồi. Trời, trên tới dưới luôn. Xuống cái bẫy của mình cái. Cái kiến gọi hóp con hổ ngựa nè. Hả? Không đâu. Rồi. Cái này. Cái này đi được bụi rồi, đi tao lặn gì nữa. Trời ơi trời. Tới luôn rồi. Mini cọt không? Đây bạn ơi, thành lớn bạn ơi, thành khủng bạn ơi, thành khủng gọi tôi coi. Trời ơi, à, hai con chuột luôn. Rồi đây mình có một cái bẫy nha bạn ơi. Cái này chỉ gọi mà dính hai con luôn mà. Rồi ta. Đây đây đây. Cái này vô hai con. Rồi em chuột còn luôn, lú đầu luôn. Hai đây có một cái nha bạn. Đặt gì mà khó đi quá. Ây da, da, da. Trời ơi, có cây ớt ở đây luôn ta. Ớt ngon quá nè anh ơi. Trời trời trời, dở nhẹ nhẹ lên nữa kìa. Có con mẹ gì đâu mà dở nhẹ. Cảm giác phao. Phao. Trời ơi má ơi. Em nó còn luôn. Trời ơi lúa má ơi, lên mộng trong này luôn. Đẹp thiệt chứ. Quá hay. Rồi bạn ơi, cái cuối cùng của chuyến bẫy hôm nay nha các bạn. Hy vọng là vớt được con bự bự chút xíu lấy tiền xăng bạn ơi. Hôm nay phê rồi. Hôm nay thắt rồi. Quá. Trời ơi, nhẹ phao luôn bạn ơi. Còn em chuột nó luôn.